Trận đấu bắt đầu. Hai con bi thủ xịt 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 vào nhau. Và lấy thước đo xem là như nào. Căng thẳng ngay từ phần thi số 1. Cách thức đó là lấy các cái con bi đặt phía sướng cái mép băng để sau đó ánh xạ lên nhìn xem khoảng cách thế nào ngắn hơn thì người đó sẽ là có phần thi số băng chiến thắng. À, như vậy là sau khi đo đạt thì phần chiến thắng trong phần thi số băng của Lương Chí Dũng. Lương Chí Dũng sẽ là người có cú phá bi đầu tiên. Cầu thủ Đặng Thành Kiên còn chứ, cầu thủ Đặng Kiên đang là người thắng 5 trận cơ mà. 5 trận bây giờ thắng 2 trận nữa là có 7 điểm thì hoàn toàn có nhiều cơ hội. Thậm chí thắng 1 trận nữa cũng đã còn cơ hội. Đến hiện nay thì tất cả các cầu thủ đều đang còn có cơ hội bởi vì chúng ta sẽ còn 2 lượt trận nữa cơ. Rồi chúng ta đến break thi đấu đầu tiên. Cú phá của cầu thủ Lương Chí Dũng. Chúng ta cùng nhìn vào con bi số 1 và đá góc bên phía phải gần. Như vậy là không khá chết con bi số 1 đứng tia rồi và cũng không có bi nào rơi xuống lỗ. Đôi 4 6 8 9 để lại quyền trên bàn cho cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Thì hôm nay hình như là vẫn còn cái đường để có thể đánh con bi số 1 vào lỗ giữa bên trái màn hình. Đánh nhanh như này thì nó còn nắm thử thôi. Vì cần phải kiểm soát con bi chủ để còn đánh con bi số 2 nữa. Bi số 2 chúng ta thấy là để có thể điều được con bi chủ ra vị trí đánh ở góc bên phía trái gần của màn hình cũng là một cái vị trí không phải đơn giản một chút nào. Ồ, hình như là chém mỏng bi số 1 vào lỗ góc bên phía trái xa rồi. Cân ạ, trời ơi. Cân 1 để điều 2. Quá là đẳng cấp luôn. Đáng tiếc là bi chủ đi hơi mạnh một chút xíu. Hay quá. Bi chủ nó đi hơi mạnh dẫn đến bây giờ sẽ là một phải xử lý một pha chém mỏng bi số 2. Và trông như có vẻ là tự tin lắm rồi bởi vì đang liếc sẵn con bi số 4 rồi cả. Chính xác. Sẽ là con bi số 4. Nãy cô Hoàng đã ra ngắm nghĩa kỹ cái vị trí này rồi để xem con bi chủ ở cái vị trí nào thuận lợi nhất đánh con bi số 4 còn điều 5. Hình bi loằng ngoằng phết đấy. 6 thì đang bị chặn đường lỗ gần với con bi số 8. Và chưa kịp nói xong thì đã xảy ra con bi số 4 mất rồi. 6 bị chặn đường, 7 thì lại nằm ở tít cái đầu kia. Hình bi cũng không phải đơn giản. Xong chém mỏng sáng xịt hay băng này thì điều 5. Theo đây tại hạ muốn nhìn xem là cách thức của Lương Chí Dũng xử lý để đánh con bi số 6 như nào. Hai băng rằng sang bên trái để đánh bi số 6 có xa hay là sáng xịt hai băng chém mỏng, sau đó sẽ là combo 6-8. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Ui. Một cú ý định là sàng C để nó xòe vào cái vị trí giữa 6-8 để đánh 6. Tuy nhiên là con bi chủ nó lại va chạm vào mấu. Trên cái đường lăn chút nữa thì đã lăn thẳng lỗ góc rồi. Tuy nhiên là vẫn đang đứng ở mép lỗ. Và bây giờ sẽ là một pha tính toán để thủ con bi số 6 này. Thủ hay cân? Thủ thôi. Ở cái
vị trí này có hay không sẽ là một đánh đường đánh 6 xong Karom con 7 góc bên trái màn hình. Ông anh quyết định pha thủ đi. Lực cận 6 nào. Kiểm soát lực lượng rất gắt, gần như là sát sạt sạt vào cái băng ngắn đầu xa, à đầu gần. Ở đường này thì vẫn có cơ hội cho các Lực Dũng có thể tấn công, chém mỏng con bi số 6 là sẽ có 7. Vấn đề là phải chém mỏng chính xác, ăn được 6 cái đã. À, không có cơ thủ Thanh Hoàng nhé. Ôi, như bẫy và một cú chém mỏng dính đã chết bi số 6, nhưng bi chủ sàng C 2 băng và đi thẳng nó góc bên phía phải gần màn hình, nhường lại cơ hội cho Dương Quốc Hoàng. Rất rõ ràng và đến 99.99% đã cho rằng Hoàng sẽ có được điểm số đầu tiên ở trong trận đấu này. Đặt bi chỉ còn bi 3, bi 7, 8, 9 thôi. Xin chào cầu thủ Vượng Muối nhá, phải là nhân lòng cổ đây. Cơ thủ Lương Chí Dũng hiện nay đang dùng một cái cây gậy vừa mới tậu trong thời gian gần đây, nó trị giá là 21.300 tệ, tức là khoảng 75 triệu đồng. Một cây gậy LP, cây gậy chuyên dụng để đánh Chinese Pool. Cái gậy này thì cái đầu tẩy ấy nó sẽ nhỏ hơn so với đầu gậy Pool, to hơn so với gậy cơ. Và cái gậy này nó là một khúc liền, không còn nối ngay bên với nhau. Tí nữa khi quý vị đánh thấy Lương Chí Dũng đánh mà thấy Dũng hay quay cái gậy để ngắm ấy, thì nó liên quan đến một cái đặc tính ở trên cây gậy này. Thì lúc nào mà Lương Chí Dũng đánh đoạn đấy thì nhìn thấy hình ảnh nó sẽ mô tả cho quý vị xem. Còn Dương Quốc Hoàng thì Hoàng Sa đang đánh một cây hau M6, có giá trị trên thị trường khoảng 17,5 triệu đồng. Và cái tẩy này thì cũng tiện tiết lộ luôn quý chú vị là một cái gậy tẩy chuẩn bị ra mắt trên thị trường, nó gọi là tẩy Hoàng Sao Mai Tiếp nhé. Chúng ta cùng đến với đách thi đấu thứ hai, tỷ số trận đấu là 1-0. Dương Quốc Hoàng phá bóng. Chúng ta cùng nhìn vào con bi số 1 sẽ đi vào lỗ giữa bên trái màn hình, sẽ là một cú phá chết đúng tia. Không được rồi. Tưởng chừng như con bi chủ nó sẽ có bi số 1 sẽ đi vào lỗ góc bên phía phải xa nhé, đứng ở mép lỗ. Nhường lại cơ hội cho Lương Chí Dũng ở vị trí này. Cái việc chạm 1 không dễ rồi, việc đánh con bi số 1 điều 2 không dễ rồi. Tại hạ có xem cái gậy của Lương Chí Dũng thì nhìn thấy cái đầu gậy này nó bé hơn cái đầu gậy cũ khá đấy. Lương Chí Dũng vừa rồi có tính toán cái đường 1, 2, 3 băng luôn qua cái khe loang hoàng ở dưới này để sang bên phía trái bàn đánh bị số 2. Tuy nhiên lại có va chạm và ra vị trí bây giờ không nhìn thấy con bị số 2. Cần phải tính toán một pha A băng thủ. Vâng ạ, A băng thủ nhưng chạm vào 2 chết bị số 2 luôn. Một pha xử lý có phần may mắn đến từ cầu thủ Lương Chí Dũng. Hiện nay thì hình bi là con bi số 3 nhìn thấy đường riêng. Điều ra 4 không khó. Tuy nhiên cần phải lấy một cái má để sao đánh con bi số 4 xong còn xử lý được con bi số 6 để đánh vào lỗ giữa bên trái hoặc bên trái xa kia. Thấy cái và kiểm soát lực con bi chủ của Lương Chí Dũng không? Lương Chí Dũng là một trong những cầu thủ có việc hiểu và kiểm soát lực trên con bi chủ rất tốt. Đẩy trơn có chạm 7 không? Đó là có chạm 7. Và dường như là Lương Chí Dũng đã có tính toán cái việc chạm 7 này để có thể kiểm soát được ra một cái vị trí tương đối là thuận lợi để đánh 7 điều 8. À, khoảng hơn 70 triệu cầu thủ Vũ Đình Quang nhá. Gậy của Lương Chí Dũng là theo Chí Dũng chia sẻ là mua 21.300 tệ. Nhưng qua đại với có nhân ra theo tỷ giá thì nó khoảng tầm 75 triệu.
theo những chia sẻ của chị Dũng thì cái dòng gậy này nó là dòng gậy chuyên dụng của bộ môn tennis pool, và hiện nay nó cũng là dòng cao cấp nhất trên thị trường dành cho bộ môn đó. Sát rồi, tỷ số được sang bằng 1-1. Trận đấu đã có sự rước đuổi, tỷ số căng thẳng và bám đuổi sát nút ngay từ những rách thi đấu đầu tiên. Chúng ta đang nhìn trên màn hình là cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này được cập nhật liên tục theo tỷ số của từng trận đấu. Hiện nay trong các trận đấu đang diễn ra song song thì cầu thủ Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn 2-0 trước cầu thủ Nguyễn Phúc Long. Đỗ Thế Kiên đang tạm dẫn 2-0 trước cầu thủ Phạm Phương Nam. Như vậy là mỗi một bàn thi đấu cũng đã đánh xong được 2 rách. Bảng xếp hạng thì huynh đệ chúng ta có thể lên trên fanpage Việt Nam Billiard Promotion nhé. Sau đó chúng ta kéo xuống cái bài viết mà trước khi tất cả các trận đấu được live stream á, có một bài viết có chia sẻ đường link. Chúng ta bấm vào sẽ có được bảng xếp hạng cũng như là tỷ số các trận đấu được cập nhật real time liên tục. Chúng ta đến rách thi đấu thứ 3 của trận đấu. Lương Chí Dũng phá bóng. Chúng ta xem này, đã bắt được cú phá chưa? Vâng, lần này thì đã bắt được cú phá và đã có chết con bi số 1 đúng tiệc. Bi số 2 thì đang nằm một vị trí chưa thuận lợi để vì có cái đường riêng để tấn công. Muốn tấn công đường này thì chỉ có cân con bi số 2. Một là cân vào lỗ giữa, hai là cân vào lỗ góc. Ngoài cái con 2 thì ta có tình huống là con bi số 4 thì đang bị chặn cái đường riêng vào lỗ bởi con bi số 6. Tuy nhiên có thể tính toán một pha xử lý để combo 4-6 được. Quyết định thủ bi giấu bi chủ sau 7 có đủ lực không? Thiếu rồi, đang còn hở nguyên đường con bi số 2 và vị trí này rất thuận lợi để đánh 2 điều 3. Điều cần chú ý ở đây đó chính là lấy ra cái má nào để sau khi đánh con bi số 3 xong có được cái má thuận lợi để đánh combo 4-6. Ồ, cái link đấy có lỗi đâu, tại ạ, vẫn vào cái link đấy để xem bảng xếp hạng nãy giờ mà. Xin chào Nguyễn Lâm nhé, Golden Break có rồi. Ở trong cái trận đấu vừa xong diễn ra giữa cầu thủ Đỗ Thế Kiên và cầu thủ Lương Chí Dũng thì cầu thủ Đỗ Thế Kiên đã có 2 cú Golden Break ở trong cùng một game đấu luôn. Ngay khi bước vào trận khi tỷ số đang không đều thì đã có cú đập phá đầu tiên Golden Break. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái con bi mà đã cho rằng là con bi khó nhất hiện nay chỉ còn lại trên bàn, đó là tình huống combo 4-6. Không được rồi. Có may mắn nào không? Vâng, có may mắn. Con bi số 6 đang ra cái vị trí mà để cho Lương Chí Dũng không nhìn đường riêng con bi số 4. Và ngay lập tức thì Chí Dũng đã lấy gậy sút tê của mình ra. Trong cái trận thi đấu trước giữa Chí Dũng và Đỗ Thế Kiên thì Chí Dũng cũng có một pha sút tê khi con bi chủ đang gần ngay sát con bi bên cạnh. Sút tê ăn con bi số 2. Sau đó dọn bàn. Rồi. Rất uy tín luôn. Hay quá. Theo đây sẽ là tình huống xử lý từ con bi số 5 ra con bi số 6. Cái má này không phải là cái má thuận để có thể xử lý ra con bi số 6 được. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Lương Chí Dũng sẽ xử lý cái cắm đầu gậy rút xuyên qua khe 8-9 chăng. Ok. Hiện nay Hoàng Sao đang có 6 trận thắng và để chắc một cái suất bước vào bán kết thì Hoàng Sao sẽ cần có thêm một chiến thắng nữa. Nếu như thắng trận đấu này thì chắc suất vào bán kết luôn. Xin chào Nguyễn Hải Hà, trận Kiên Pháp với Dũng Baby lúc nãy thì cầu thủ Kiên Pháp chiến thắng nhé. Gậy của Lương Chí Dũng đang đánh nó gọi là cây gậy LP, một cái gậy chuyên dụng cho dòng tennis pool. À,
xem con bi chủ đi đâu. Trông có vẻ như lực này nó sẽ gần sát băng thôi. Tí chút xíu thì gần sát. Nhất côn nhì xa. Nhưng mà con vị trí này thì má nó vẫn còn đủ dây. Không quá mỏng để xử lý con bi số 8 vào lỗ góc. Ui không được rồi. Lại còn hở nguyên con bi số 8 chăng? Có hở không? Không hở, có một chút may mắn là cho Lương Chí Dũng khi mà không xử lý thành công con bi số 8. Tuy nhiên vị trí giữa con bi chủ và con bi số 8 đang bị chặn bởi con bi số 4. Đúng rồi, cơ thủ Lê Đức Liệu gậy này là gậy một khúc nhá. Trong Quốc Hoàng mới có 6 trận thắng thôi, 6 trận thắng, 4 trận thua. Đúng rồi. Vẫn là một va chạm có một chút may mắn dành cho Dương Quốc Hoàng khi con bi số 8 nó ra một cái vị trí là muốn tấn công thì phải dùng lết đánh với và phải chém mỏng. Công con bi số 8 của Lương Chí Dũng và bây giờ trên bàn chỉ còn con bi số 9 nữa thôi. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho cầu thủ Lương Chí Dũng. Trận đấu chúng ta đang theo dõi đây là trận đấu nằm trong round 4 của cái phase 2 gọi là stage 2 đấy. Stage 2 chúng ta là chỉ còn 6 cầu thủ thôi. Ở stage này 6 cầu thủ sẽ đánh vòng tròn, tức là chúng ta sẽ có 5 lượt đấu. Đây là lượt đấu thứ tư. Kết thúc 5 lượt đấu thì 4 cơ thủ có điểm số cao nhất sẽ vào đánh bán kết với nhau. Theo thứ tự là cơ thủ đứng số 1 sẽ gặp cơ thủ đứng số 4, cơ thủ đứng số 2 sẽ gặp cơ thủ đứng số 3 và hai cơ thủ đứng cuối bảng thì sẽ ra về với phần thưởng trị giá là 30 triệu đồng. Trên bảng chúng ta vừa nhìn thấy bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại và kết quả của hai cái trận đấu đang diễn ra song song. Đỗ Thế Kiên đang tạm dẫn 2-1 trước Phạm Phương Nam. Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn 2-1 trước Nguyễn Phúc Long. Giải đấu của chúng ta có tổng mức cấu giải thưởng là 500 triệu đồng. Cơ thủ vô địch sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 250 triệu. Giải nhì là 70 triệu. Cơ thủ đứng hạng 3 và hạng 4 sẽ là phần thưởng trị giá là 35 triệu. Giải đấu được tổ chức tại câu lạc bộ Thidi Pool Billiard tại tòa L1 Le Grand Jardin tại Sài Đồng Long Biên quý chức vị nhé. Tốt rồi, có vẻ như Lương Chí Dũng đã bắt được cú phá của mình. Trong hai cú phá gần đây thì đều chết được con bi số 1 đúng tia. Và thậm chí ở cú phá này còn có con bi số 2 đang có nguyên đường để có thể chém được vào lỗ góc bên phía phải gần màn hình. Đây cần phải căn lực để con bi chủ khả năng là sẽ phải căn cho nó đi xuyên qua khe 1 và xuyên qua khe 7-8. Cần phải kiểm soát hơi kỹ một chút. Nhưng có vẻ như Lương Chí Dũng đang tính toán sẽ đi sàng C2 băng sau đó sẽ nảy ra. Va chạm vào bi số 5 cũng được, sẽ là giữ bi chủ đó đánh 3. Ui, nó lại va mỏng trước con bi số 5 trước. Và bây giờ đang ra vị trí, Thái Hạ cho rằng là chỉ có thể nhìn thấy một cái má mỏng dính để sờ được bi số 3. Chủ động tính toán một pha thủ bi thôi, chứ còn chưa có cái đường tấn công trực tiếp, trừ khi là dùng sút tê. Mic hơi nhỏ à? Quý chư vị có ai thấy tiếng nó nhỏ được không? Để Thái Hạ có thể thông báo kỹ thuật điều chỉnh to lên. Lực Dũng quyết định là sút tê tấn công luôn. Rất tự tin. Chúng con bi số 5 trước rồi quý chị vị ạ. Như vậy là sẽ có quyền đặt bi ball in hand cho Dương Quốc Hoàng. Tuy nhiên là con bi chủ đang đá con bi số 5 mà tạo tình huống con bi số 5 đang hơi cò vào con bi số 9. Tình huống này để đánh carom hay combo 9 cũng khó. Vậy thì thử thách cho Quốc Hoàng sẽ là việc xử lý đánh con bi số 4 và gỡ 5-9. Hoặc là ý là Quốc Hoàng đang chỉ có vẻ như sẽ đè ra để gỡ luôn cò 5-9 luôn, vì bi số 4 gần lỗ rồi. Rất hay.
Ra con bị số 5 hơi khó rồi thì phải. Xin chào cầu thủ Ngô Hiến, giải này có bấm giờ nhé. Tất cả các trận đấu đều sẽ có bấm giờ và mỗi một lượt đánh là đánh trong vòng 30 giây. Trong mỗi một rách thi đấu, các cầu thủ được quyền gọi thêm giờ tối đa là một lần. Nào, lực nào. Trời ơi, điều gọi là như đặt. Tai nói gọi là dân gian hay nói là điều như đặt đấy. Quá chính xác. Hơi khó rồi. Vẫn nhìn thấy nguyên đường riêng con bi số 6. Tuy nhiên là bi chủ có cảm giác nó sẽ hơi bị cò một chút trong việc đặt cái cầu tay. May mắn là nó còn dừng lại trước thêm khoảng tầm 3 newton lực nữa thôi. Nó dính sát vào con bi số 8 thì rất là khó đánh. Con bi này thì vẫn xử lý được. Then chốt là con bị số 7 ra được cái má 8 tốt đây. 1 bằng 2 bằng hay quá. Lại thẳng anh em ạ. Với cái má này để mà đẩy một băng dựng lên thì à, cái đầu gậy trông như kiểu vẫn đẩy lên đấy nhở. Vẫn là đẩy lên. Lực xem nào. Có va chạm không? Có va chạm rồi. Rồi không va chạm thì sẽ ra vị trí đánh vào con bi 9 vào góc bên trái gần đẹp nhất. Nhưng hiện nay đang va chạm và ra một vị trí đang khá là bâng khuâng ở giữa bàn hai con bi gần nhau. Những con bi kiểu như này khi mà chúng ta cúi xuống ngắm vào bộ là bị mất cái má, nhìn thấy cái má chết. Ok, và tỷ số được sát bằng 2 đều. Hay quá. Hiện nay với thứ tự của các cái trận đấu cũng như là tỷ số hiện tại thì cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang tạm vươn lên vị trí số 3, Đặng Thành Kiên vị trí số 4, Phạm Phương Nam vị trí số 5 và Lương Chí Dũng vị trí số 6 ở trên bảng xếp hạng. Tỷ số các trận là Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn Phúc Long 3-1, Đỗ Thế Kiên đang tạm hòa Phạm Phương Nam 2 đều. Chúng ta nhìn thấy đây cái số mà số lượt thắng win ở kia ấy là nó là tính theo tỷ số hiện tại được quý vị nhá. Chúng ta đến với rách thi đấu thứ 5, tỷ số trận đấu là 2 đều, Dương Quốc Hoàng phá bóng. Một phá đúng kia của thể loại này thì sẽ là đánh chết con bi số 1 vào lỗ giữa bên trái của màn hình. Chưa được rồi, chưa có bi nào rơi xuống lỗ. Các con bi chứ không có bi nào dính cò bi nào. Tuy nhiên là bi số 1 đang chưa có đường riêng. Còn bi số 8, muốn xử lý bi số 8 cũng là một con bi cũng không phải là dễ. Hình bi này cũng không đơn giản. 1-2 cách nhau cả một trời, cả một bầu trời. Nếu không có con bi 6 kia thì có thể tính toán một pha thủ bi giấu bi chủ sau 3. Nhưng với tình huống này trông vẻ như kiểu chém luôn đấy nhở. Chém luôn. Rất chính xác. Quá hay đến từ cầu thủ Lương Chí Dũng. Một pha chém mỏng dính như tờ giấy blue. Thế ai nói vui là ở nhà cần phải là một người đàn ông chăm chỉ, phụ phu nhân nấu cơm, thái rau, thái thịt, thường xuyên thái mỏng thì mới có những cú chém thái mỏng tốt như vậy được. Quá là ok. Khéo thế nhở. Một pha cố tình xử lý chém mỏng, đưa con bi chủ lên để gỡ luôn tình huống con bi số 3. Bởi vì bi số 3 nó đang chưa có cái đường tấn công trực tiếp. Muốn đánh bi số 3 thì phải đưa vào cái má bên gần bàn, sau đó đánh combo 3-6. Lương Chí Dũng đã thành công xử lý gỡ con bi số 3 và có cái đường đánh bi số 3 vào lỗ giữa bên trái màn hình.
Tiếp theo là một pha đánh phải sốc bi để cho nó dựng một băng lên xòe ra bên phải bàn để điều 4, dẫn đến việc xử lý con bi số 3 chưa thành công. Và bi chủ thì nó lại cũng lao thẳng vào cái lỗ giữa bên trái màn hình, nhường lại cơ hội cho Dương Quốc Hoàng. Xem đánh quả kinh thật. À, trận của cơ thủ Thành Kiên Magic thì đang phát sóng ở trên YouTube web thể thao quý vị nhá. Đúng nhỉ? Đúng rồi, Thành Kiên Phúc Long trên YouTube web thể thao. Giờ hình bi này nó sẽ nằm thách thức là ở chỗ con bi số 6 điều ra con bi số 7 kia. Sau đó đấy, bi số 8 thì đang nằm chênh vênh. Bi số 8 thì ở cái má này lại cho rằng để lấy và đánh vào cái lỗ góc xa thì an toàn hơn là đánh lỗ góc gần. Vâng, trận của cầu thủ Đỗ Thế Kiên và Phạm Phương Nam thì đang hòa nhau 2-2. Và trận này thì cũng phát sóng trên kênh của Việt Nam Billiard Promotion YouTube quý vị nhé. Giờ bấm vào cái trang chủ của YouTube ấy, thì chúng ta sẽ thấy cả hai trận đã phát sóng xong. Con đấy vì là nó hai con bi nó thẳng nhau, mà con bi số 4 nó lại nằm ở tận cái băng ngắn đầu dưới này. Vậy thì muốn đánh con bi số 3 để nó chạy ra 4 được ấy, thì phải đánh một lực mạnh để con bi chủ nó cuộn lên, sau đấy nó dựng một băng xòe ra bên phải bàn thì mới có thể đánh 4 được. Đó lý sao do vì sao mà Lương Dũng phải đánh con bi số 3 nó mạnh như vậy. 3-2 của Dương Quốc Hoàng. Làm sao đã không bỏ lỡ cơ hội, tận dụng cái cơ hội được đặt bi để giải quyết dứt điểm con bi còn lại trên bàn, nâng tỷ số trận đấu lên 3-2. Hiện nay thì trận kết quả của các cái trận đấu ở hai bàn bên cạnh, cầu thủ Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn Phúc Long với tỷ số là 4-1. Cầu thủ Đỗ Thế Kiên đang hòa 2-2 với cầu thủ Phạm Phương Nam. Đứng số 1 bảng xếp hạng vẫn là Đỗ Thế Kiên, đứng thứ 2 là Dương Quốc Hoàng. Hiện nay thì trên bảng xếp hạng, Đỗ Thế Kiên là cầu thủ đang có số lượt trận thắng lớn nhất. Anh đã thắng liên tiếp trong 5 lượt trận gần đây và đã là cầu thủ đầu tiên chắc một suất vào bán kết. Dương Quốc Hoàng nếu như thắng trận đấu này cũng là một cầu thủ tiếp theo chắc một suất vào bán kết. Vị trí nguy hiểm nhất đang thuộc về Lương Ký Dũng khi mà Dũng Baby mới đang có 3 trận thắng. Trận chung kết của chúng ta sẽ diễn ra loanh quanh vào khoảng tầm 6:30-7 giờ tối quý vị nhé. Giờ chúng ta đến với rách thi đấu thứ 6, tỷ số là 3-2, Dương Quốc Hoàng phá bóng. Chưa đúng tia, chưa chết được con bi số 1. Trong cái lượt trận đấu này, cú phá của Dương Quốc Hoàng có vẻ như là vẫn chưa cảm nhận được cái bàn này nên chưa bắt được cú phá. Có hở rồi, vẫn còn nhìn thấy con bi số 1. Tình huống này khả năng sẽ có được một pha xử lý để có thể giấu con bi chủ sau cái vị trí chỗ con bi số 3 và con bi số 5 kia. Cái bàn thi đấu này và cái nỉ thi đấu Simulit mới tinh này, cái việc mà cái cú phá nó bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cái điều kiện thời tiết của cái chỗ thi đấu và cái hôm thi đấu nữa quý vị nhé. Thời tiết ẩm khác và thời tiết khô khác. Cái nỉ đang dùng trên bàn thi đấu này nó gọi là nỉ Simulit, một trong những loại nỉ xịn nhất hiện nay ở trên thế giới. Khi thay vào cái bàn này tính cả công lắp thì nó có giá trị khoảng 8-8.5 triệu đồng cho một bàn. Nhìn Dương Dũng nhảy con bi cảm giác nó nhảy nó dễ nhỉ, dễ dàng. Cái bàn thi đấu trên bàn chúng ta là bàn Diamond, sau khi lắp đặt hoàn thiện vào thì giá trị nó hết khoảng 300 triệu đồng. Còn cái bàn thi đấu này đang dùng cái bộ bóng là Black Aramid, đèn chiếu sáng là đèn Longoni của Ý. Một cái đèn này trị giá là 40 triệu đồng.
Hàng rơi rồi, một pha combo 1-8 thành công của Dương Quốc Hoàng. Tuy nhiên là con bi số 1 đang ra một cái vị trí không thuận lợi để tấn công, thậm chí là không nhìn thấy cái đường nào. Đây cả đang sẽ là một pha cần phải đưa con bi số 1 về sát băng ngắn, sau đó cho bi chủ tiến lên phía đầu chiếc xa của bàn thôi. Chưa được, thêm khoảng tầm 1,5 Newton lực nữa thì đã giấu được sau con bi số 6. Có cảm giác vẫn còn thừa một tí cái má để có thể trực tiếp va chạm vào con bi số 1. Thậm chí là va chạm được đến nửa quả luôn. Được tốt. Một cú đánh hai băng đè ra. Giấu được con bi chủ sau con bi số 6, tạo thành một cái thế thủ có thể nói là khó chịu dành cho cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Đã nhìn qua cái đường A băng ngắn, băng dài đa phần là bị vướng. Có một cái đường A và băng ngắn phía dưới này, dội một băng dựng lên chạm một. Nhưng mà không thấy Quốc Hoàng liếc về cái băng ngắn dưới này nhiều lắm. Không biết là đang tính toán trong đầu cái phương án gì đây. Con này khó nhảy lắm. Con bi chủ nó cách con bi 6 nên chỉ khoảng tầm chưa đến nửa con bi, rất khó nhảy. A băng cá phê trái. Cũng được, vẫn tạo ra một tình huống khó. Tuy là chưa giấu được con bi số 1. Tuy nhiên con bi này, con bi này nếu như mà đánh mỏng vào con bi số 1 xong nó chạm va chạm vào con bi số 2 đứng tại đó thì bi chủ văng lên kia vẫn được. Nhưng có vẻ Lương Chí Dũng đang tính một phương án khác. Đánh mỏng 1 xong rồi Carong 7 luôn chăng? Chưa hiểu ý đồ của Lương Chí Dũng trong tình huống vừa rồi cho lắm. Hình như ý đồ của Dũng chính là đá và mượn má con bi số 7 để dí con bi chủ sát vào con bi số 2 thì phải. Nó xin chào cầu thủ Nguyễn Nhật Hoàng. Dương Quốc Hoàng hiện nay thì đang có 6 trận thắng, 4 trận thua. 6 trận thắng, 4 trận thua. Hôm qua 7, hôm nay 3 là 10 đúng không? Vẫn chạm được, tuy nhiên lần này thì đã phơi rồi. Sau khoảng 4-5 lượt cơ đấu trí con bi số 1 thì phần thắng cuối cùng đã nghiêng về Hoàng Sao. Nguyên đường riêng để xử lý con bi số 1. Ở trong tình huống này khả năng sẽ là phải đánh con bi số 1 vào lỗ giữa để có thể điều được con bi số 2. Hơi thiếu, vâng, con bi chủ bị thiếu lực rồi, lập tức quay về lấy gậy sút tê. Trời ơi, sút tê như đánh thẳng luôn, sợ thật. Hoàng Sao là một trong những cơ thủ có cú sút tê rất là uy tín. Mỗi khi nhắc đến Dương Quốc Hoàng là chúng ta sẽ nghĩ đến cú sút tê. Thầy đã từng một lần có chứng kiến cách đây khoảng 2 năm trong giải vô địch quốc gia vòng 2. Sau cú phá ra không nhìn thấy đường riêng con bi số 1 hay bi số 2 gì đó, Quốc Hoàng đẩy con bi chủ về chỗ an toàn. Con bi chủ nằm ở đầu bàn và con bi đích kia nằm ở tận đầu kia của bàn. Đối thủ nhường lại, sau đó Hoàng Sao nhảy vào sút tê đến bụp phát một sút tê trồ nhá. Điều bi tiếp theo dọn bàn ghi điểm. Làm này ấn tượng nhớ mãi. Ok, được rồi.
có tình điều nào sút à? Đúng rồi, Hoàng Sao đang đánh một cây gậy, à đâu, Hoàng Sao đánh gậy hau chứ. Cái gậy của Hoàng Sao đánh là cây gậy hau M6 nhé. Kỹ năng sút tê của Hoàng Sao thì nó là kỹ năng sánh ngang các đầu của thế giới rồi. Sút tê rất hay. 4-2 cho Trung Quốc Hoàng. Với tỷ số này thì để cách một chân bước vào bán kết thì Hoàng Sao còn 3 điểm nữa. Còn chiến thắng trong trận đấu này, Lương Chí Dũng sẽ cần đến 5 điểm. Song song với trận đấu của chúng ta, trận đấu diễn ra giữa cơ thủ Phạm Phương Nam và Đỗ Thế Kiên. Đỗ Thế Kiên đang tạm dẫn 4-2. Trận đấu diễn ra giữa Đặng Thành Kiên và Phúc Long. Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn 5-1. Cơ thủ Đặng Thành Kiên đã có 2 trận thắng liên tiếp. Và nếu như trận đấu này cơ thủ Đặng Thành Kiên mà chiến thắng thì anh sẽ có được 7 điểm thì ở lượt này thì sang đến anh sẽ có được 6 điểm thì vẫn còn phải cố gắng ở lượt thi đấu tiếp nữa. Xin chào cầu thủ Bình An, top 56 tức là vị trí sau khi kết thúc round 7 thì sẽ nhận được một phần thưởng trị giá là 30 triệu đồng nhé. Top 34 là 35 triệu đồng, giải nhì là 70 triệu và nhất là 250 triệu đồng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đã có chết bi số 6 vào góc bên phía phải gần màn hình. Tuy nhiên là đang chưa có đường riêng để nhìn thấy con bi số 1 ở vị trí này để đánh an toàn. Khả năng sẽ đánh ra cái vị trí mà để có thể nhìn thấy con bi số 1 giữa khe 2 và con bi 8. Sau đó là đấu trí con bi số 1 với nhau. Nếu cho con bi số 1 nó tiến lên một tí nữa thôi thì sẽ có thể có một phương án A băng gót giày con bi số 1 để đá con bi số 1 xuống đầu dưới này của bàn và giấu con bi chủ sau vị trí số 2 hoặc số 8. Nhưng mà nó gần sát như này thì không làm được. Đánh thêm 5 trận có thêm 5 triệu nhưng mà lại có cơ hội để có thể tiến vào giành được phần thưởng trị giá 250 triệu. Nó quý là quý chỗ vậy. Giải đấu này thì các cầu thủ chúng ta không phải đóng lệ phí thi đấu mà cứ được mời thi đấu vào thì tối thiểu chúng ta đã có thể ra về với phần thưởng trị giá là 25 triệu đồng rồi. Giải đấu này là giải đấu dành cho khách mời. Đúng rồi, và bán kết là vị trí số 1 sẽ gặp vị trí số 4 trong xếp hạng, vị trí số 2 gặp vị trí số 3. Pha thủ tốt đã giấu được con bi chủ sau con bi số 9. Xin chào Nhật Hoàng, bàn thi đấu chúng ta là bàn Diamond nhé. Cái bàn này lắp đặt xong là tổng trị giá 300 triệu. Tiếp tục là một pha sút tê đến từ cầu thủ Lương Chí Dũng. Sút tê ăn luôn, bị chủ đi hai băng ra điều 3 lỗ góc. Vâng, tớ con thì đã từng mất qua rồi. Có may mắn nào không? Trông có vẻ như sẽ có may mắn. Bi số 2 đã ra một vị trí mà không thấy đường riêng để ăn. Và Hoàng Sao tiếp tục quay về lấy sút tê. Hai pha sút tê liên tiếp đến từ cả hai cầu thủ. Chúng ta cùng xem tiếp tục sẽ là một pha sút tê như anh thằng nữa không nhá. Sút tê đứng bì, ăn bì số 2 một góc. Hơi trôi lại một chút.
như bình thường. Để vì chủ ra hai băng. Tuy vì chủ có va chạm vào con bi số 5 nhưng mà vẫn nhìn thấy đường riêng để đánh con bi số 3 vào lỗ giữa bên phải màn hình, xuyên qua khe 59. Xin chào cầu thủ Nguyễn Dương nhá. Câu lạc bộ thì toàn bàn diamond, thiết bị, phụ kiện, mọi thứ đều xịn. Thế nên đã đoán là chủ câu lạc bộ là giàu đấy. Số tê thế này không khác gì đánh thẳng. Anh em chuyên nghiệp, một số anh em đẳng cấp cao là có chia sẻ là khi mà đã thủ bi trong đẳng cấp này là phải thủ làm sao con bi nó phải dính sát sàn sạt vào. Chúng ta nói dân gian gọi là đuôi ứ hự thì mới được. Còn hở ra là sẽ còn nhiều đường. Từ A băng, cân, sút tê là vẫn tấn công được. Và có trường hợp điển hình chúng ta nhớ là trường hợp cơ thủ Đặng Thành Kiên đi thi đấu cái giải thế giới mà có thủ con bi với Sanchez Ruiz ấy. Thủ một con bi mà phải là dính sát sàn sạt vào chả nhìn thấy cái gì. Thế mà Sanchez Ruiz còn A băng, hai băng từ đầu ngắn văng ra đầu, bầu này ra đầu kia đã chết con bi số 2 đó, sau đó dọn bàn cơ mà. Vị trí đẹp rồi. 99,9% tỷ số nó sẽ là 5-2 dành cho cầu thủ Dương Quốc Hoa. Các cầu thủ chúng ta thì khá nhiều các cầu thủ gọi là có gắn liền với những cái kỹ năng của mình. Ví dụ như Dương Quốc Hoàng thì là có kỹ năng sút tê, cơ thủ Kiên Pháp thì là A băng, cân băng. Rồi cơ thủ Tuấn Con thì là dài ngọn. Rồi gì nữa nhỉ? Anh em chúng ta có nghĩ đến các cơ thủ nào đó mà có gắn liền với một cái kỹ năng gì đấy mà chúng ta khi nói đến là chúng ta hình dung ra ngay không? Trong khi đó thì chúng ta sẽ cập nhật kết quả của các trận đấu còn lại. Trong trận đấu trên bàn TV1, Đặng Thành Kiên đang tạm dẫn Nguyễn Phúc Long 6-2, tức là Thành Kiên đã đến với điểm hưu của trận đấu. Ở cái bàn TV3, Đỗ Thế Kiên và Phạm Phương Nam thì Thế Kiên đang tạm dẫn với tỷ số là 4-2. Và kết quả như hiện tại thì Phạm Phương Nam và Lương Dũng sẽ đang tạm đứng vị trí thứ 5 và thứ 6. Xin chào cầu thủ Đặng Đức Dũng nhé. Vâng, chính xác là tay hạ đây. Bình luận viên lão cổ. Lão Mõ nó là một kênh thôi, còn tại hạ thì cơ danh là lão cổ khi chơi bia. Tên thật thì là Duy Tuấn. Chúng ta cùng đến với rách thi đấu thứ 8. Tỷ số trận đấu là 5-2. Dương Quốc Hoàng phá bóng. Quốc Hoàng đang nắm trong tay quyền tự quyết để có thể lên điểm hưu trận đấu. Vẫn chưa bắt được cú phá. Lần này thì con bi số 1 đang có đường riêng cho Lương Chí Dũng rồi. Nhìn thấy nguyên con bi số 1. Đã quan tâm nhất là việc điều xử lý từ 1 ra 2 như thế nào. Để sau đó lại còn lấy con bi chủ đánh 2 ra 3. Mỗi con bi một đầu bàn. Rất loằng ngoằng. Không bi nào dính bi nào rồi. Nhưng mà hình bi rất loằng ngoằng. Tại hạ sinh năm 1983. 1955 nó là cái thương hiệu của gia đình thôi. Thương hiệu ra đời từ năm 1955. Tính từ đời ông nội, chuyên về cổ vật. Cùng kiểm tra cái đầu gậy của Dũng Baby nào. 2 ra 3. 1, 2. Có chạm không? Hay quá. Đấy, hay là hay những cái con bi kiểu như vậy. Lực như thế nào rồi luồn lách ra làm sao, qua được những vị trí nào. Nó cần phải cực kỳ kỹ lưỡng ở cái đầu gậy. Bia nó có những cái con bi nhìn cảm giác đẹp như vẽ tranh ở trên bàn bia. Xem đấy nó mới thích. À đâu, tại hạ thì có nhận được lời mời đến đây bình luận thì cũng không biết là có được bao nhiêu tiền. Cứ mời là đi triển khai thôi. Tiền nong quan trọng gì.
Rồi, trên bàn còn 4 bi, 6, 7, 8, 9. Rách thi đấu này, Lương Chí Dũng bắt buộc phải có điểm. Còn để đối thủ lên hưu thì quá là ban căng rồi. Lương Chí Dũng là cầu thủ từng vô địch huy chương vàng SEA Games đôi vào năm 2019 cùng với cầu thủ Hoàng Quân, Quân Soldier. Và cũng là cầu thủ đầu tiên tại Việt Nam đã từng vào đến tứ kết của giải vô địch 9 bi thế giới. Cả hai cầu thủ trên bàn thi đấu của chúng ta cũng đã từng vào đến tứ kết của giải vô địch 9 bi thế giới đấy. Hoàng Sao thì vào năm kia nhỉ. Còn trước đó thì có cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Hiện nay chúng ta có 3 cầu thủ đã từng vào đến vô địch tứ kết vô địch 9 bi thế giới thôi. Ôi, cái gì đấy? Ô. Vừa rồi là tẹt gậy rồi. Chắc là bị tẹt gậy rồi. Tôi nghĩ rằng nó đã xong. Kìa. À, như vậy là Lương Chí Dũng đã bị trượt mất cơ hội để có thể bám đuổi, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống 3-5. Tỷ số bây giờ nó là 6-2 và Dương Hoàng đã đến với điểm hưu của trận đấu sau con bi số 8 trượt vừa rồi, có khả năng là do bị tẹt cơ thì phải. Song song với trận đấu này thì trong trận đấu trên bàn TV1 thì cầu thủ Đặng Thành Kiên đã giành chiến thắng trước cầu thủ Phúc Long với tỷ số là 7-2. Còn Đỗ Phạm Phương Nam và Đỗ Thế Kiên vẫn đang cạnh tranh nhau gay gắt, tỷ số đang là 4-3, đặng nghiêng về cầu thủ Đỗ Thế Kiên. Với việc chiến thắng trong trận đấu vừa rồi thì cầu thủ Đặng Thành Kiên đang vươn lên vị trí số 4 ở trên bảng xếp hạng. Bia nó là như vậy, chúng ta sai một ly đi một dặm. Còn bì dù có dễ đi nữa mà mất tập trung một chút thôi thì xảy ra vấn đề ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với rách thi đấu tiếp theo, rách thi đấu thứ 9. Quốc Hoàng đang ở điểm hưu và nắm trong tay quyền tự quyết trận đấu này. Và lần này thì phá được rồi, đã có chết con bì số 1 vào lỗ giữa bên trái màn hình. Tuy nhiên là với cái lực phá như vừa rồi thì con bi chủ đã chưa được kiểm soát tốt ở khu vực giữa bàn để thuận lợi xử lý con bi số 2. Ở vị trí này vẫn có thể thực hiện một pha tấn công, đó là chém con bi số 2 vào lúc giữa bên trái. Bi chủ sẽ thuận đường đi xuống đầu bên dưới bên phải bàn gần con bi số 3. Vấu rồi. Vẫn còn cơ hội dành cho cầu thủ Lương Chí Dũng. Ở cái vị trí này hình như là con bi số 5 ngó cái đường và còn nguyên đường đánh vào cái lỗ góc bên phía trái gần màn hình. Lương Chí Dũng đã vừa ra ngó con bi số 5 và có rất nhanh, như vậy là còn nguyên đường.
Con bị số 5 khá thử thách đây. Lên nào. Quá tốt. Trồng gậy nó cứ ngoáy ngoáy vậy thôi nhưng mà đánh không xảy con bi nào. Được rồi. Đẩy ra một chút đi. Ui thẳng tắp rồi. Đúng rồi, nếu như bằng điểm nhau thì sẽ xếp đến cái rách thắng trước. Rách thắng và bằng nhau thì lại mới xét đến rách thua. Thế nên chúng ta thấy trên bảng xếp hạng thì cơ thủ Phúc Long và cơ thủ Thành Kiên đang bằng nhau về điểm số thắng thua. Nhưng mà cơ thủ Phúc Long có hơn một rách thắng, thế nên đang đứng trên cơ thủ Thành Kiên. Hay quá. Rồi. A băng đánh 7 để cuộn ra điều 8. Đằng gậy của cơ thủ Lương Chí Dũng này thì nó không phải là gậy snooker mà nó là gậy Chinese pool. Lương Dũng mới vừa mua trong thời gian gần đây. Là một cái dòng gậy cao cấp nhất của Chinese pool bây giờ. Tên của gậy nó gậy LP. Cũng dùng luôn cả cái tẩy LP nữa. Cái gậy này thì trị giá là 21.300 tệ, tức là khoảng 75 triệu đồng. Gậy LP nhá, không phải CP đâu. L ấy. L cao đó. Chúng ta cùng xem xét bảng xếp hạng nào. Nếu như Lương Chí Dũng mà thua trận này thì chỉ có 3 điểm. Là nếu như 3 điểm mà thắng trận sau thì mới lên 4 điểm. Như vậy nếu Lương Chí Dũng mà dừng bước ở trận này, Phạm Phương Nam thì đang có 5 điểm rồi. Đặng Thành Kiên có 6 điểm rồi. Lương Chí Dũng mà thua trận này là chắc chắn sẽ bị loại ở lượt đấu này, không vào được tứ kết. Bắt buộc phải thắng. Xin chào cầu thủ Nguyễn Lê Hoàng nhé. Cái bảng xếp hạng của chúng ta thì sau khi mà điểm số bằng nhau thì sẽ xếp đến tiêu chí tiếp theo là số rách thắng. Ai mà có rách thắng nhiều hơn thì đứng ở vị trí cao hơn ở trên bảng xếp hạng. Thế nên cầu thủ Phúc Long đang đứng trên cầu thủ Đặng Thành Kiên, mặc dù điểm số là bằng nhau. Vì Phúc Long có 52 rách thắng, còn cầu thủ Thành Kiên mới có 51 rách thắng thôi. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu. Cú phá đã có chết con bi số 1 của Lương Chí Dũng. Bi số 2 thì nằm ở vị trí muốn tấn công thì phải chém mỏng. Chúng ta cùng xem là có thể là Karom 9 luôn cũng được. Pha chém tốt. Được đẩy lên vừa sinh, đánh con bi số 3. Đẩy nhẹ lên là có 4. Một băng dựng ra bên vách trong bên phải bằng một chút là có 5. Đấy má phải dày con bi số 5 hơi vách một chút thôi để thuận lợi đánh 5 điều 6. Đúng rồi, nếu như chúng ta dừng bước ở cái stage 2 này, ở vị trí số 5, số 6 thì sẽ có phần thưởng trị giá là 30 triệu đồng. Xin chào Lê Quốc Thịnh nhé. Đầu cơ của Chinese pool thì nó to hơn đầu của gậy snooker và nó bé hơn đầu của gậy pool. À, bị chủ năm ra đâu? Hơi mỏng một chút rồi. Con này lại phải chém mỏng sang C2 băng để điều 6. Nếu mà Dũng thắng trận này thì Dũng sẽ có 4 điểm. Phạm Phương Nam thì cũng đang 5. Dũng thắng trận sau sẽ có 5. Ồ. Thắng trận này được 4, thắng trận sau được 5, trong khi cả 4 cầu thủ kia đều 6. Vâng, thắng trận này cũng bị loại anh em ạ. Xem nào, thắng trận này là 4, thắng trận sau là 5. Đúng rồi, thắng trận này cũng bị loại cơ. Các cầu thủ còn lại đều có 6 điểm hết rồi. Ở trên top 4 đều có 6 điểm hết rồi. Cái má này không còn đường để chém chết con bi số 6 rồi. Nguyên đường này
dài rồi. Do góc cam mà nhìn nó bị bếch bếch, cảm giác nó không còn đường mà nó còn đường riêng. Xin chào các thủ Jack Oliver. Rồi đấy, Oliver yên tâm, ở đây ban tổ chức lo cơm nước cho anh em vận động viên đầy đủ, ăn no luôn, ngày hai bữa nước uống thì không thiếu. Ôi, có may mắn nào không? Có may mắn cho Lương Chí Dũng. Do ý đồ là điều xuống đầu xa bên này để đánh con bi số 8 góc xa. Thế nên là con bi số 7 đang bị chặn bởi con bi số 8. Sẽ lại là một pha sút tê đến từ cầu thủ Dương Quốc Hoa. Sau đây chúng ta sẽ đến với pha chém mỏng con bi số 7 của Lương Chí Dũng. Chém mỏng sang C2 băng dựng lên để có 8. Đúng rồi, chiều nay chúng ta sẽ đánh bán kết và chung kết luôn. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm nhà vô địch của giải đấu TD Pool Master League. Ok, để chém tốt, kiểm soát con bi chủ ra vị trí thuận lợi để xử lý bi 8. Hào tập trung vào nào. Xin chào cầu thủ Money nhá. Tại hạ thì vẫn tập bình thường nhưng mà tập cho khỏe thôi, chứ còn giao đấu sao được. Tỷ số được rút ngắn xuống 4-6 dành cho cầu thủ Lương Chí Dũng. Lương Dũng có mấy con chém mỏng tốt nên xem nào, trong trận này phải chém đến 3 con bi chém mỏng tốt rồi. Đây, chúng ta cùng xem lại bảng xếp hạng nhá. Hiện nay Lương Dũng đang được 3 điểm. Giả dụ như Lương Dũng thắng cả trận này và trận sau thì mới lên được 5 điểm thôi. Trong khi tất cả 4 cơ thủ top đầu thì người thấp nhất đã có 6 điểm rồi. Như vậy là kể cả thắng trận này thì Chí Dũng cũng không còn cơ hội để lọt vào bán kết. Cơ hội thì đang có ở phía Đặng Phương Nam. Đặng Phương Nam đang có 5 điểm. Nếu như Đặng Phương Nam thắng trận này có 6 điểm thì sẽ cùng điểm với Phúc Long và Đặng Thành Kiên. Còn nếu Đặng Phương Nam mà thua trận này thì vẫn có cơ hội trận sau để có thêm lên được 6 điểm và cạnh tranh nhau bằng cái hiệu số của các cái rách thắng và rách thua. Chúng ta có đến với rách thi đấu thứ 11, tỷ số trận đấu là 4-6. Lương Chí Dũng phá bóng. Chưa chết bi nào. Bi số 1 không có đường riêng. Xin chào các thủ Student Line. Kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3 và thứ 4 thì các cơ thủ sẽ nhận được một phần thưởng trị giá là 35 triệu đồng. Xin chào Nguyễn Anh. Giải đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ TD Pool Billiard, tòa L1 Le Grand Jardin, Sài Đồng, Long Biên nhé. Không, đúng rồi đấy, khi mà trong 4 cái cơ thủ đứng đầu bảng ấy thì vào bán kết sẽ phân cặp luôn, đó là vị trí số 1 gặp số 4 và số 2 gặp số 3. Tiên. Bị lòng ngoằng quá, còn bị số 2 thì cũng đang bị chặn đường ở đầu kia. Gỡ được không? À, có chạm vào con bi số 4 và bi chủ nằm ở vị trí có thể nhìn thấy đường để ăn con bi số 2. Nhưng mà con này muốn đánh ăn 2 để xong đó còn điều 3 thì phải đánh cắm đầu gậy. Con bi không phải là con bi dễ. Chúng ta cùng xem kỹ thuật của Lương Chí Dũng. Không được rồi. Bi 2 đi đâu đây? Tương tự với con bi số 2 của Lương Chí Dũng thì con bi này nếu như muốn đánh con bi số 2 điều 3 thì vẫn phải là một pha đánh cắm đầu gậy trồ về đến từ Dương Quốc Hoàng. Được rồi. Sau cái trận đấu này xong thì tất cả sẽ nghỉ ngơi một chút vào thời gian buổi trưa.
chắc là nghỉ khoảng tầm 40-45 phút. Sau đó chúng ta sẽ đánh cái round cuối cùng của phase 2 này, tức là round 5. Round 5 thì nó sẽ diễn ra trong khoảng tầm, cứ căn thời gian khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đi. Sau đó chúng ta sẽ có bảng tổng sắp và chúng ta chọn ra 4 người đánh bán kết và chung kết luôn. Sau đó bán kết là chung kết, để từ đó chúng ta có thể căn được cái thời gian của giải đấu. Xin chào cầu thủ Bằng Lưu nhá. Cầu thủ Dương Hoàng đang đứng đang có điểm hưu rồi. Trên bàn còn 4 6 7 8 9. Đang có cơ hội để có thể kết thúc được trận đấu và có cho mình thêm một điểm số. Một rưỡi 3 giờ thì đấy, theo các cách tính vừa rồi thì trận bán kết khả năng sẽ diễn ra vào khoảng tầm từ 3 giờ cho đến 3 giờ 20. À, trận đấu chúng ta đánh đây thứ 7 chứ. Thầy sẽ kiểm tra lại nhưng mà như là bán kết thì như là lên đến đây 9 và chung kết đến đây 11. Giải đấu chúng ta là vào xem là không mất tiền, nhưng mà muốn vào xem thì chúng ta cần phải vé mời. Vé mời này thì chúng ta có thể kiếm được cách tham gia cái mini game ở trên fanpage Việt Nam Billiard Promotion. Ok, cái thủ money nhá. Còn có 2 bi thôi. Vậy là Dương Chí Dũng sẽ chắc chắn sẽ bị sẽ không có suất vào đến tứ kết, sẽ bị chấm dứt một vòng với chiến thắng 7-4 của Dương Hoàng. Xin trân trọng cảm ơn 12.000 quý chính vị đã đồng hành theo dõi cùng Thành Hạ, bình luận viên Duy Tuấn.